Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì hôm nay thì Hiếu sẽ làm một cái clip nói về cái bệnh đốm mắt cua cho mọi người. Thì cái bệnh đốm mắt cua thì hiện tại ở cái vườn của Hiếu thì nó không có cái cây bị bệnh, tại vì mình kiểm soát cái độ ẩm trong cái vườn rất là tốt. Cho nên là cái vườn mình từ lúc mình trồng dâu tới giờ thì mình chưa thấy có cái bệnh đốm mắt cua. Nhưng mà ở số một cái tỉnh thành ví dụ như Đà Lạt hoặc là những cái nơi mà khí hậu ẩm thấp, mà nhiệt độ mát mẻ mà hơi ẩm thấp á, nhiều á, độ ẩm nhiều á, thì nó sẽ thường có cái bệnh đốm mắt cua này. Thì mình có để mấy cái hình minh họa ở dưới cái video á, mọi người có thể nhìn và sẽ nhận biết được cái bệnh này. Thì cái bệnh đốm mắt cua này là nó do một loại nấm gây ra. Thì cái bệnh này rất là khó trị nha mọi người. Nó sẽ không có gây chết cây ngay lập tức, mà nó sẽ ăn mòn cây từ từ. Có nghĩa là nó bị phát triển một cách từ từ, nếu mà chúng ta không có biện pháp xử lý nó ngay á, thì sau một thời gian dài thì cái bệnh đốm mắt cua này lây lan, thì nó sẽ làm cho cái cây mình nó bị kém phát triển và chúng ta buộc phải nhổ bỏ vì nó không có khả năng còn đảm bảo năng suất nữa. Thì cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh đốm mắt cua này á, là do là cái nấm bệnh khi gặp cái thời tiết ẩm á nha mọi người. Vì là ví dụ mưa nhiều rồi cái giá thể các bạn trồng á, nó không thoát nước tốt, hoặc là các bạn không lót những cái tấm ni lông làm cho khi cái lá nó ẩm thấp, hoặc là các bạn để cho cái lá nó quá dày đi, các bạn không vặt lá, các bạn để cái lá quá dày, nói chung là tạo điều kiện cho cái độ ẩm phát triển. Thì khi mà độ ẩm gia tăng thì nó cũng sẽ dẫn đến các cái loại nấm bệnh gia tăng, và cái đốm mắt cua cũng là một trong những cái bệnh mà nó sẽ xuất hiện khi mà cái độ ẩm của cái khu vực bạn trồng dâu nó cao. Thì cái điều đầu tiên khi mà chúng ta bị bệnh đốm mắt cua là các bạn cần phải loại bỏ những cái lá bệnh. Mình ví dụ như cái cây đây, khi mà các bạn cái cây đây các bạn quay đi, mọi người thấy là nó không có bị bệnh, nhưng mình sẽ dùng cái cây đây để mình ví dụ đi. Ví dụ như cái cây đây nó bị đốm mắt cua, thì những cái lá nó bị bệnh chúng ta sẽ vặt bỏ đi. Đó, chúng ta sẽ vặt, ví dụ những cái lá này bị bệnh chúng ta sẽ vặt bỏ đi. Và các bạn mang đi tiêu hủy, hoặc là chôn lấp ở một cái nơi xa, hoặc là vứt bỏ một cái nơi xa cái vườn dâu của mọi người, tại vì cái nấm nó lây lan qua gió và nước mà. Nếu các bạn vặt xong các bạn vứt xuống dưới đất này này, hoặc các bạn vứt luôn gần vườn dâu thì nó cũng sẽ tiếp tục lây lan cho những cái cây khác. Cho nên chúng ta sẽ mang xa ra, có thể đốt là tốt nhất, hai là chôn lấp, hoặc ba là vứt ở những cái nơi xa đó, hoặc là có cái xe hút rác nữa, các bạn vứt ngoài đó, cột ni lông xong là người ta dọn dẹp, người ta mang đi luôn. Đó là cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải loại bỏ những cái lá bị bệnh. Nhưng mà nếu như mà cái lá nào cũng bị bệnh thì sao? Thì chúng ta phải chừa lại 3 lá nha, khoảng 2 tới 3 lá để cho mà cái cây tiếp tục nó phát triển. Chứ nếu mà các bạn áp dụng rập khuôn quá, dù mình nói là loại bỏ lá bị bệnh, mà ví dụ như cây cái lá nó cũng bị, các bạn vặt hết luôn là không đúng nha. Mình sẽ vặt những cái lá nào nặng nhất, mà cái bệnh đốm mắt cua này thường thường là nó bị trên cái lá già, và sẵn tiền chúng ta vặt luôn. Nói chung là vừa vặt lá già vừa vặt cái lá bệnh. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai nữa là chúng ta cần áp dụng ngay, đó là chúng ta sẽ giảm cái độ ẩm của cái khu vực trồng dâu của chúng ta xuống. Thì có thể là chúng ta hạn chế tưới nước nè, tưới nước qua lá. Dù như các bạn tưới vào gốc, ít tưới qua lá. Khi các bạn tưới nước, thứ nhất là vừa tăng độ ẩm, và thứ hai nữa là cái tia nước á, nó bắn tung tóe ra. Thì ví dụ như cái lá đây, mình nói ví dụ cái lá đây bị bệnh, và cái lá bên cạnh đây nó không bị bệnh, đúng không? Lá đây bệnh, lá đây không bệnh. Khi bạn tưới cái nước lên lá này, cái giọt nước nó rớt đây, cái chỗ đây nó bị nấm, cái nó sẽ bắn qua bên đây, nó lại lây qua cây bên đây. Cho nên khi mà chúng ta tưới nước là chúng ta sẽ tưới vào gốc và hạn chế tưới vào lá, vừa để giảm độ ẩm, vừa để hạn chế cái việc nó lây lan. Và một phương pháp để giảm độ ẩm nữa là chúng ta sẽ tỉa thông thoáng cái gốc. Ví dụ như những cái cành lá nào như thế này nó rậm rạp quá đi, thì chúng ta sẽ tỉa bớt đó, chúng ta sẽ tỉa bớt đó, để cho mà ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống nha mọi người. Cái ánh nắng mặt trời nó cũng có cái tác dụng là một phần nào đó là hạn chế cái nấm bệnh, và thứ hai nữa là nó cũng giảm cái độ ẩm, thì nó cũng sẽ giảm được cái sự lây lan của cái nấm mắt cua này. Thì cái đốm mắt cua này, và thêm một cái nữa là chúng ta sẽ phun thuốc. Chúng ta phun thuốc những cái thuốc gốc đồng và một số cái loại thuốc mà lát mình sẽ để ở cuối video, và cái cách liều lượng và cái hướng dẫn sử dụng mình sẽ để ở cuối video, tại vì nó có một cái số thuốc đó, cái tên tiếng Anh đó, mình đọc nó rất là dễ líu lưỡi nha mọi người, và nó thật sự là mình không thể nào mình nhớ chính xác được cái tên nó là cái gì. Nói chung là cái hoạt chất nó là cái tên tiếng Anh nó rất là khó đọc, cho nên mình sẽ để ở vào cuối clip. Thì cái bệnh đốm mắt cua này thực tế thì chúng ta thiên về phòng cho những cái lá non á, cái lá chưa bị bệnh, hơn là chúng ta điều trị nó. Tại vì những cái lá bị rồi thì thứ nhất là trị nó rất là khó hết, tại vì
các bạn biết rồi, cái bệnh đốm mắt cua nó làm hoại tử cái lá. Ví dụ như cái lá như thế này các bạn biết rồi đó. Đó. Khi mà cái đốm mắt cua nó sẽ chấm đỏ đỏ đen như thế này, và những cái chỗ mà nó bị là nó bị chết luôn nha mọi người, nó hoại tử. Cho nên cho bây giờ các bạn có phun đi chăng nữa thì cái chỗ này nó cũng không thể nào mà phục hồi được. Đúng không? Cho nên là cái bệnh đốm mắt cua này chúng ta sẽ thiên về phòng, phòng cho những cái lá chưa bị. Còn những cái lá đã bị rồi là tốt nhất vặt bỏ, vì chúng ta có điều trị hết cái nấm đó thì cái lá nó cũng không có phục hồi được như cũ. Ví dụ cái cây này mà bị phấn trắng, bị nhện đỏ, thì khi các bạn phun hết phấn trắng thì cái lá này nó vẫn sẽ xanh tốt bình thường. Còn riêng cái thằng đốm mắt cua, nếu như mà nó đã bị bệnh rồi á, mà chúng ta mà có trị hết thì cái lá nó cũng coi như là bỏ. Thì cái video hôm nay á, là mình chỉ làm nói cho các bạn về cái bệnh đốm mắt cua, cái cách phòng ngừa cũng như là một số thuốc đặc trị. Thì những bạn nào mà chưa đăng ký và xem clip, những bạn nào chưa đăng ký cái kênh của mình thì nhớ đăng ký để ủng hộ cho Hiếu nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.